Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Khỏe Vlog. Hôm nay mình mời các bạn cùng ăn cái món hàu nướng mỡ hành nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chà cái phần hàu mình đã mua các bạn. Hàu này rất là nhiều gông gieo ha, bởi vì nó bám trên ghe xuồng các bạn. Rồi, chà đi chà lại, chà đã đời luôn bạn ơi. Rồi, qua 7-7-4-9 lần chà thì bây giờ nó sạch nha các bạn. Rồi, mình rửa với nước sạch một vài lần nữa nha. Ok, rồi. Rồi, tiếp theo mình sẽ sắc hành nha các bạn. Hành này là hành lá nha. Bây giờ cái hành này á, thì mình sắc càng nhuyễn thì càng tốt nha các bạn. Rồi, sắc đi sắc lại, thấy không mấy bạn thấy không, cái tay cực kỳ nhanh nhẹn luôn. Ok. Rồi, để tạo cho cái video hấp dẫn thì mình sẽ đem ra phía dưới sông mình nướng nha các bạn. À, nãy giờ nói chảy quá trời quá đất, quên giới thiệu bạn để làm cái món hàu nướng mỡ hành này. Chúng ta chuẩn bị hàu nè, đậu phộng nè, rồi nước mắm nè các bạn, dầu hàu mỗi thứ một muỗng ha, bột ngọt tiêu và đường mỗi thứ một muỗng nha các bạn, rồi dầu ha, hành lá và hành phi. Rồi bây giờ để đó sang bên các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tách hàu nha. Rồi, mình tách con đầu tiên nè, mình sẽ cắt một góc nha các bạn, rồi xỏ kéo vô cắt qua cắt lại. Rồi đường con đầu tiên nha. Rồi các bạn cứ tách tiếp theo ha, cho đến những cái con cuối cùng nha, tách hết các bạn ơi. Đó, khá là cực khổ luôn, cái giai đoạn này là cực kỳ cực khổ luôn các bạn ơi. Đó, các bạn nên làm kỹ nha, không thôi là cái kéo nó vô tay các bạn. Rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ nấu cái phần mỡ này các bạn, để cho nó nóng lên ha, để cho tác dụng là mình làm cho cái hành của mình nó chín sơ qua các bạn. Rồi để đó đi. Rồi, bây giờ mình sẽ rửa cái phần hàu mình vừa tách nè. Rồi mình rửa thật là sạch nha, đôi khi là có cái cát trong đó các bạn, hãy rửa cho nó sạch, thật là sạch ha. Rồi sau khi rửa mình sẽ chắc nước ra cho nó sạch nha các bạn, chắc nước ra. Ok. Rồi sau khi rửa chúng ta sẽ chất hàu lên, chúng ta sẽ nướng nha. Rồi cái phần này các bạn lưu ý là trong khi mình nướng đó là mình sẽ liên tục chất những cái nước của con hàu ra các bạn, bởi vì trong con hàu nó rất là nhiều nước luôn nha. Đó các bạn thấy chưa, trong hàu rất là nhiều nước luôn, mình chất liên tục. Rồi tiếp theo là mình sẽ bỏ những cái nguyên liệu vào cái chén hành mình. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi đổi vô cái chảo dầu, cái thao dầu các bạn ơi, đổ vô cái thao dầu nha. Rồi mình để đó đi. Tiếp theo mình vẫn là chắc nước bỏ. Ok. Rồi sau khi thấy hàu mình nó đi vừa sắc xuống thì bây giờ mình cho hành lên nè các bạn ơi. Bước này là cực kỳ thơm luôn, nó các bạn thấy chưa, khói nó bốc lên ngùn ngút luôn các bạn ơi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho hành sấy vô nha các bạn, cái này là hành cũ mình đã sấy nha các bạn. Đó, các bạn cho vô từng con,
Bước này là hành nó thấm vô là nó thơm, cực kỳ thơm luôn nha các bạn. Các bạn thấy không, khối nó bốc lên rồi hành nó thơm cực kỳ luôn. Mừng lem các bạn ơi. Tới giai đoạn này là thấy hơi bị chảy nước miếng rồi nè, để đậu phộng lên là hơi bị chảy nước miếng rồi nè các bạn. Nó cho đậu phộng lên, cho đậu phộng lên mỗi con nha các bạn, cứ cho nhiều vô đi, nó béo rất là ngon nha các bạn. Đó, tới con cuối cùng luôn. Rồi tới cái giai đoạn này là thấy là chảy nước miếng hơi bị nhiều nè, mừng lem rồi nè các bạn. Nó sôi cục luôn các bạn ơi. Đó, các bạn coi từng con nè. Đó, rồi bây giờ mà cái món ăn mình hoàn thành này các bạn ơi, thấy chưa, mình dở lên nè, cực kỳ hấp dẫn luôn nha. Rồi các bạn ơi, món chính rồi nè, quá trời mừng lem luôn, ngon quá trời các bạn ơi. Rồi mời các bạn ơi, hào nướng mỡ hành nha. Rồi mình ăn với tương ớt chiên su nha các bạn. Ok rồi, đâu rồi, hết trơn các bạn. Cái gì vậy? Chai đại dung mà. Rồi mời các bạn nha. Quá là ngon rồi. Rồi mời các bạn miếng nữa nha. Nói chung món này khá ngon nha các bạn. Hàm non. Thì nói chung món này mình có thể kết hợp nhiều nước chấm. Ví dụ như là ở đây mình sử dụng tương ớt chin su. Các bạn có thể ăn với nước tương này ha. Hoặc là nước mắm chua. Muối tiêu chanh gì các bạn. Cũng khá là ngon. Nếu bạn yêu thích video mình nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bây giờ thì chào tất cả các bạn nha.